hello xin chào tất cả mọi người nhá lại là mình chung quái apple tv đây thì chúc uh, mọi người đây mình lại một số kèo lên cho tất cả anh em mình lại một số kèo lên cho tất cả mọi người nhá thì uh, hôm nay chủ yếu mình lên cho anh em se Đấy, XXS. còn uh, những mã kia với lại 11 có mấy cây màn lô thì uh, mình lên nốt cho anh em thì hôm sau mình sẽ lên hàng mới cho mọi người nhá à trước khi hôm nay mình lên video rồi. mình có một con uh, con này con này là hôm nay uh, máy tính anh nhá con này là laptop ấy. mình lên cho anh em con này chết đi con này nó hơi tốt diện tích của rồi con này thực sự anh em đây là mình đây từ, từ từ mình quay này mọi người có nhìn khó không nhỉ? Uh, con này là con uh, đây Asus Vivo Book 15 nhá đấy con này uh, đây mình sẽ quay gặp xuống mình quay chi tiết cho anh em con này máy máy cực kỳ đẹp luôn duy nhất con này là hôm nay của một anh khách đến tận nhà mình anh em nhá. Mua của mình một con 13 mắc và bán lại cho mình con này. Macbook à gì? Asus Vbook gì đây? Anh em nói chung là con này zin uh, đẹp, đẹp luôn anh ạ, đẹp tầm 99 luôn anh em nhé Con này uh, mình để cho anh em hôm nay với giá là 8 triệu. Còn anh em nào mà muốn uh, đây, anh em nào mà muốn uh, mình quay chi tiết với lại uh, thông số của con uh, con 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 con, uh, con gì nhỉ? Con con máy tính này nhá. Thì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình Đấy, tí, con sau này mình quay mở nhỉ Thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em nhé Đây, đợi, đợi, mình, mình quay hôm nay hơi mở Đây, mình sẽ bỏ tay ra Đấy, mọi người đợi để mình thiếu Đây, con này là MacBook Vivo gì đấy Nói chung con này đẹp Con này uh, máy hết luôn Đây, cực kỳ đẹp luôn Nhưng mà con này, anh em quan tâm con này nhé Tí nữa mình sẽ quay chi tiết cho anh em Con này để cho anh em với giá 8 triệu rưỡi anh em nhé À không, 8 triệu đi Để cho anh em với giá 8 triệu đi ấy 8 triệu. 8 triệu anh em nhé Tại mình không biết uh, thực sự mình không buôn bán máy tính đâu. Nhưng mà anh ấy đi lại cho mình thì mình phải uh, có nghĩa là mình gần như lên đời đấy thì mình vẫn thu lại cho anh đấy, thu lại cho mấy mới đầu bỏ 8 triệu sau thu lại bảy triệu rưỡi rồi. Thì mình để cho con cho anh em con này 8 triệu nhé Máy tính uh, nói chung là với anh em làm việc và thoải mái luôn. Nếu máy gì ra chưa một cái vấn đề một lỗi nhỏ luôn đấy mình đã kiểm tra rồi nên là uh, còn uh, cấu hình con này thì tí mọi người nhắn tin hoặc uh, uh, qua zalo cho mình nhé mình sẽ gửi cấu hình chi tiết cho anh em 8 triệu đồng anh em nhé 8 triệu uh, thôi hôm nay uh, mình uh, vào luôn uh, iphone cho anh em đi lại vào lại quay lại với iphone này đầu tiên này mình lên cho anh em uh, một con iphone xr anh em nhé một con iphone xr 64 mươi g máy quốc tế full chức năng pin uh, 8 x đây mình sẽ quay chi tiết máy zia nhé máy mới zia này để mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Một con iPhone XR máy mới ZA 64GB, máy quốc tế full chức năng. Pin uh, 8x, pin uh, chính xác là 81 luôn. Đấy. Đây anh em này, hình thức này, máy zin như vỏ phẩy nhá anh em nhá. Máy zin vỏ phẩy giờ thì gọi là màn to bên châu rồi anh em cực kỳ ok luôn, cam cam nó chỉ có một cam thôi. giờ nó chỉ có một cam thôi. Còn những uh, từ XS mới X uh, đầu lên là nó có hai cam, cam uh, cam kép con này x giờ nó chỉ có một cam thôi anh em nhé con này thì anh em mà mở máu chiến game thì cực kỳ ok luôn tại pin nó khỏe hơn hai dòng kia hai dòng xs 8 v mà giá cực kỳ rẻ luôn con này hôm nay pin pin 81 này thì mình để cho anh em với giá được bao nhiêu anh em 4 bốn triệu năm trăm anh em nhé rẻ ngang với iphone x luôn 4 triệu 000 nghìn Anh em đã có iPhone XR màu trắng 64GB Máy quốc tế full chức năng Full zin dùng rồi Còn anh em nào mà muốn thay pin nhé Muốn thay pin thì họ nhắn tin cho mình Mình lại thay pin Thay pin mới cho anh em Đấy, Hiện phần trăm cho anh em luôn Chứ không phải thay pin không hiểu trăm Thay pin hiện phần trăm cho anh em luôn 4 triệu 500 nghìn đồng nhé Còn anh em nào muốn thay pin thì nhắn tin riêng cho mình Đấy, Mình chỉ lấy tiền pin thôi 4 triệu 5 Tiếp theo là mình lên cho anh em Một con iPhone 7G pin 88 phần trăm zin theo máy nhé vân tay vân chân đầy đủ này men zin màn zin pin zin con này uh, bản bao nhiêu đây ghi đây 128 ghi luôn pin zin 81 à quên 88 full chức năng anh em nhé cam trước cam sau ok vân tay đầy đủ mình để cho anh em với giá là 2 triệu mốt 2 triệu 100 nghìn anh em đã có iPhone 7G máy quốc tế full chức năng bản 128 gb pin 88 phần trăm anh em nhé pin 88 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, SE. SE 2020 anh em nhé. Vân tay vân chân đầy đủ này. Full chức năng full zin. Con này thì uh, bảo hành hết này. Pin gì dịch vụ này. Bán 128GB. Con này bán 128GB. Mình để cho anh em với giá là 3 triệu 200 nghìn. 3 triệu 200 nghìn. Anh em đã có iPhone SE. Máy quốc tế full chức năng. 128GB. Hình thức thì máy zin nhé. Vỏ phấy lấm tấm không vấn đề gì anh em nhé. 3 triệu 200 000 cho nhớ, tất cả mọi người Đây lại là một con SE nữa Nói chung hôm nay mình lên rất nhiều SE luôn SE này. này là 2020 Con này còn 256GB cơ anh em ạ 256GB pin 8X Máy quốc tế full chức năng Để cho anh em với giá là 3 ,4 triệu 3 4 3 triệu 400 000 đồng nhé Đấy, 3 triệu 400 000 đồng anh em đã có iPhone SE 256 256 ghi Máy quốc tế full chức năng full zin Zin luôn Zin full luôn anh em nhé cứ phát hiện sửa chữa mình tặng máy luôn hoặc là những con nào thay rồi mình sẽ báo thay luôn cho mọi người tiếp tục là mình liên cho anh em một con iPhone SE cũng một con SE nữa lại là SE màu trắng anh em nhé anh em tha hồ chọn SE luôn pin 83 phần trăm máy quốc tế full chức năng con này thì đây 64 ghi thôi máy mới di này con này thì mình báo luôn cho anh em vỏ phấy nhá full chức năng pin 8x hai uh, 2 à, uh, con này 64 ghi để cho anh em với giá là 2 triệu 950 nghìn 2 triệu 950 nghìn Anh em đã có SE 2020 Máy màu trắng Hiệu năng khỏe như iPhone 11 Nhỏ gọn Anh em dùng làm súng phụ Quá ok Không còn gì để chê luôn anh em ạ Màu trắng nhé, 2950 Đây Mình cũng còn một con iPhone SE màu trắng nữa Một con iPhone SE màu trắng Máy quốc tế full chức năng 128GB Mình sẽ quay gần cho anh em nhé Đây mọi người nhìn thấy không Sứt một tí À nứt chứ không phải là sứt Nứt nhé Nứt một tí ở góc lưng Sứt một tí ở góc lưng Máy quốc tế full chức năng full zin Bản 128G Máy mới ZA Đây 128 gb này Pin 8X anh em nhé Pin 88 siêu cao luôn Pin zin theo máy luôn anh em nhé Pin zin theo máy luôn Nói chung là những pin zin nó thường thì chỉ tầm 83, 84 thôi Còn thỉnh thoảng có những con 88 mà siêu cao Cực kỳ cao nếu mà là pin zin Con này mình để cho anh em giá là 3 triệu 200 nghìn đồng 3 triệu 200 nghìn đồng Anh em đã có iPhone SE 2020 Bản 128GB Pin 88 siêu cao luôn Quá ok luôn này anh em nhá. 128GB Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone uh, Gì đây 11 Pro Anh em nhé 11 Pro 64GB Máy quốc tế full chức năng Pin 81% Con này để cho anh em với giá là 7 triệu 8 Anh em nhé 7 triệu 800 nghìn đồng anh em đã có iPhone SE à iPhone uh, 11 Pro quyền SE SE lên từ nãy sorry anh em nhé cứ lên liệt SE lại đọc quen một iPhone 11 Pro 64g máy quốc tế full chức năng full zin bản 64g máy đẹp keng pin 8x anh em nhé pin pin uh, uh, 8x để cho anh em giá là 7 triệu 800 nghìn đồng quá ok luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em con 12 Pro Con 12 Pro hôm nay mà mình không bán được cho anh em trên kênh nhá Mình bán cho anh em thợ luôn anh em nhá Đấy, 12 Pro zin đẹp như thế này Mà anh em không mua thì anh em mua cái gì nữa Mình sẽ giới thiệu lại cho anh em con à, iPhone 12 Pro này nhé Máy quốc tế, máy mới mươi 128GB Full chức năng, full zin Pin zin còn 8X Hình thức đẹp, vỏ viền đẹp luôn anh em nhé Đẹp chạm kem mà lại là máy zin Vỏ zin, chứ không phải là lên vỏ anh em nhé Vỏ zin luôn anh em nhé Con này à, để cho anh em với giá là 10 triệu 700 nghìn đồng Kẹm phụ kiện sạc ốp cường lực tặng luôn cho anh em một cái hộp 12 Pro luôn anh ok chưa tặng luôn cho anh em một cái hộp 12 Pro 10 triệu 700 000 đồng cho tất cả anh em nhé quá là ok luôn quá là rẻ luôn nếu mà thì anh em nào mà mua 12 Pro Max bây giờ nó phải tầm 14 triệu 14 triệu x mình đảm bảo với anh em luôn không bao giờ có giá 12 13 triệu trăm phần trăm còn anh em mua được con này nhé tiết kiệm được khoảng gần 4 tầm 4 triệu đồng hiệu năng như vậy nhỏ gọn nó không phải bé quá riêng 12 pro nhá nó lại không nhỏ như là 12 anh em ạ nó lại vừa tay rất chi vừa tay luôn cầm cực kỳ vừa tay máy quốc tế này full chức năng full zin này 10 triệu 7 anh em nhá hôm trước anh em nào giá mình 10 triệu ấy, anh em nào vui tính thế tiếp theo là mình lên cho anh em một con iphone 7g máy quốc tế full chức năng con này cũng vân tay vân chân đầy đủ anh em nhá máy quốc tế full chức năng full zin hôm nay sao mình quay mờ mờ vậy mọi người mọi người thấy mờ đây cũng 128 trăm này máy mới này, ZA này, pin thì bỏ luôn, bỏ pin để cho anh em giá là 2 triệu anh em nhé. 2 triệu đồng, anh em đã có iPhone 7G, máy quốc tế full chức năng, bản 128GB, quá ok này. 128GB, 2 triệu nhé, 7G, full zin. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max màu trắng, pin 86%, 256GB, vỏ đẹp chạm keng nhé, vỏ zin đẹp chạm keng luôn. XS Max 256GB, máy mới ZA, con này để cho anh em giá là 7 triệu 400 nghìn đồng. Wow, 7 triệu 400 nghìn đồng Anh em đã có ý kiến mắc 256 ghi pin 86% Pin zin theo máy nhá Pin zin mà 86 là siêu cao anh em Pin zin 86% Quá là ok luôn Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Đây iPhone X quốc tế 64GB Máy quốc tế full chức năng full zin Nhưng mà con này thì mỗi cái pin là mình đã thay pin mới Đấy, Con này chính tay mình thay pin thực sự mà anh em là những con nào thay pin thì nó không vấn đề gì đâu mình vẫn thay pin zin mà mình vẫn thay pin zin thì nó cũng nói chung là không có vấn đề gì pin thì mình thời gian sử dụng nó chỉ là cái thời gian sử dụng thôi anh em sử dụng nhiều thì nó hao hụt nó cũng như là một cái có pin đồng hồ hoặc là quả pin xe đạp điện mình đi thôi mình sử dụng nhiều thì nó sẽ hao mà mình muốn nó khỏe như lúc đầu thì mình phải thay pin mới nó chỉ đơn giản thôi còn mình cam kết cho anh em là main zin màn zin vỏ zin mỗi cái pin mình đã thay pin mới con này 64 mươi để luôn cho anh em với giá là 4 triệu 2 Anh em ok chưa? 4 triệu 200 nghìn đồng Anh em đã có iPhone X full chức năng Máy quốc tế pin 1 lít Anh em nhá 4 triệu 2 Anh em không mua thì mua cái gì nữa đúng không anh em? Đây 12 của anh em đây Đấy, 12 đây. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 12 màu đỏ Máy quốc tế full chức năng bản 128GB Úi giời ơi, minh zin màn zin Minh zin, con này pin uh, bên 84 nhé nhá, pin 84 mình đã cam máy tính rồi. Đây, iPhone 12 bản 128 g máy quốc tế full chức năng. Con này để cho anh em với giá là bao nhiêu đấy anh em? 12 128 8 triệu bao nhiêu đấy anh em? 650 000 anh em nhé 8 triệu 650 000 Anh em đã có iPhone 12 máy màu đỏ 128 g máy quốc tế full chức năng bảo hành 3 tháng cho anh em luôn bảo hành 3 tháng cho tất cả anh em luôn anh em nhé tiếp theo là mình lên cho anh em hai con đi lên luôn cho anh em hai con này đi hai con một con đen một con tím hai con 11 thường máy quốc tế full chức năng anh em nhé máy quốc tế full chức năng màu đen thì là 64 mươi màu tím là 128 trăm máy quốc tế full chức năng hai con đều màn lô anh em nhá màu đen để cho anh em với giá là 5 triệu 600 nghìn đồng màu tím để cho anh em với giá là 5 triệu bao nhiêu đấy anh em 5 triệu 800 nghìn đồng pin 100 pin 9x 100 nhé con tím thì pin cao hơn con đen thì pin 84 thôi con chỉ con tím thì pin 9x 100 5 triệu 6 và 5 triệu 8 kèm phụ kiện sạc ốp quân lực bảo hành 3 tháng tất cả anh em bảo hành 3 tháng tất cả mọi người nhé Đấy, 128 ghi 64 ghi có ok luôn anh em nào thích uh, ghi cao thì nhắn tin cho mình ghi cao thích cho mình ghi thấp thì nhắn tin cho mình ghi thấp tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus hôm trước mình có con uh, mấy con 8 Plus thì bán hết rồi còn mỗi con đen này thôi đúng một con duy nhất nha iPhone 8 Plus màu đen máy quốc tế full chức năng vân tay vân chân đầy đủ này. hình thức đẹp này, anh em nhé nói chung là hình thức đẹp này đấy con này zin uh, nhưng mà pin kém mình sẽ hỗ trợ thay pin mới cho anh em cũng thay pin 100 cho anh em nhé đây 8 phần lớp này 64GB này. Uh, full chức năng pin thì mình xem pin bao nhiêu luôn pin thì đây bỏ thôi pin 78 thì bỏ pin rồi mình nói chung là pin kém dưới 80 thì mình coi như là pin bỏ thôi anh em nhé đúng là pin nó đã đến lúc phải thay rồi thì uh, nói chung là theo uh, Apple ấy hoặc và theo mình ấy thì là pin dưới 80 thì anh em, mọi người nên thay nhất là những càng đời thấp thì càng nên thay nhé còn những đời cao khi nó vẫn vẫn mọi người không sử dụng game cùng không chơi game thì vẫn có thể sử dụng được còn nếu mà mọi người chơi game thì cũng nên thay luôn Đấy, dưới 80 rồi nếu mà mọi người để nó xuống quá sâu ấy nó sẽ ảnh hưởng đến máy dùng một lúc là nó sẽ nóng máy thì mọi người nên thay pin con này để cho anh em với giá là 3 triệu chín thay pin cho anh em luôn anh em ok chưa 3 triệu chín trăm nghìn đồng nhé kèm pin cho anh em kèm đã thay pin mới cho anh em 3 triệu chín trăm nghìn đồng cho tất cả mọi người này xả lỗ nốt con cuối cùng này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu trắng Con này đẹp thì đẹp chạm keng luôn Zin full đẹp chạm keng Máy quốc tế full chức năng em nhé Đây 11 máy mới ZA 64GB Main zin màn zin Bên zin còn 8x thôi Đấy bên zin còn 8x anh em nhé Bên zin 8x ờ, Máy đẹp như thế này Để cho anh em giá là 7 triệu Anh em những con nào vỏ phẩy nhá Thì mình sẽ bán cho anh em rẻ hơn Còn những con nào zin full màu màu trắng lại đẹp keng như này Mình sẽ bán cho anh em giá là 7 triệu nhé 7 triệu đối với chỗ anh em mình cam kết với anh em không hề đắt không hề đắt nếu mà anh em mua những con zin nhé zin full nhé mà máy đẹp như này mà họ cam kết zin full không là ép kính mở ra 7 triệu thì chỗ mọi người mình thường thì thường sẽ không có mình đoán nói chung là theo mình là sẽ không có bởi vì thực sự với anh em là mình nhập một lô liền mấy chục cây mới có giá như vậy thứ hai là mình bán oan thì mình sẽ ăn thực sự mọi người là mình sẽ lãi ít hơn mọi người bán cửa quán tại mình không mất vấn đề gì cả mình không mất thêm tiền chi phí phát sinh anh em nhé thôi thì do này anh em, anh em anh em này giá 7 triệu đồng quá ok luôn 11 hiệu năng quá khủng vẫn cực kỳ khủng dùng vài năm nữa vẫn ok tiếp theo là mình lên cho anh em một con uh, iPhone X màu trắng pin 89 ô con này thực sự anh em con này quá đẹp luôn mà anh em không mua con này quá đẹp luôn con này mình lên về tầm video thứ ba rồi đấy đúng ra là mình bán từ video thứ nhất cơ nhưng anh anh em lại đổi lên ít nên là con này con này vẫn còn đây, iPhone X này, máy mới ZA này, 64GB, full chức năng, máy đẹp, keng luôn, pin 89%, 4 triệu 3 nhé, 4 triệu 3. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X 256GB, X256GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, con này 256GB anh em nhé. Để cho anh em với giá là, anh em nếu mà thay pin nhá, mình sẽ thay pin mới cho anh em luôn. Thay pin mới cho anh em luôn, iPhone X, màu máy mới ZA 256GB, hình thức đẹp, 99 trọng keng em nhé 99 đấy pin uh, thì mình sẽ hỗ trợ thay pin mới 100 phần trăm cho anh em giá với, với giá là 4 triệu 500 000 đồng kèm pin anh em nào không thay pin nhé trừ tiền pin đi cho anh em luôn 4 triệu 500 000 đồng cho tất cả người này tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone uh, 10 iPhone 10 đi. gọi là iPhone 10 này. XS Max anh em ạ. Max 64 GB anh em nhé Máy quốc tế full chức năng. Thì pin uh, con này pin 8X 64 GB đẹp keng luôn zin full đẹp kem con này để cho anh em giá là 6 triệu 700 trăm0.000 đồng 64 gb 6 triệu 700 000 đồng cho anh tất cả mọi người này ế kiến mắc nhé màn hình OLED đấy cực kỳ đẹp nó không phải là màn hình LCD như là nói chung là mà màn hình nó hiển thị sẽ đẹp hơn 11 và XR một chút thì nếu tùy anh em còn anh em nào muốn cam đẹp thì mức cho mình 11 còn muốn nó uh, ví dụ nó màn to này đấy pin ok này thì uh, lấy cho mình ý kiến bác nhé hiển thị nó đẹp hơn một chút nữa Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone SE Đấy, à, SE 2020 em nhé Pin 8384 Mên zin màn zin pin zin Con này bán 128GB SE 2020 Để cho anh em với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng nhé 3 triệu 3 SE 2020 Máy quốc tế full chức năng full zin Đây lại là một con iPhone SE nữa iPhone SE màu đen đẹp keng Không một vết xước em nhé 64GB Vân tay vân chân đầy đủ Máy ZA uh, Con này hình như máy ZA thì phải đây, máy Zia này 64 g full chức năng, pin 8x. Con này đẹp keng cơ. Con này cũng đẹp keng. Con này đẹp keng thì để cho anh em với giá là 3 triệu 3. Con này đẹp keng thì để cho anh em với giá 3 triệu 3 nhé Vỏ đẹp keng không một vết xước luôn, 3 triệu 300 000 đồng cho tất cả mọi người này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max 256 g mình còn mỗi một con này thôi. Pin 84%. Đấy, zin đét để tiền đen luôn. 256 g máy mới Zia full chức năng. Con này pin zin còn 84 hình thức thì zin full chức năng con này để cho anh em với giá là 7 triệu 400 nghìn đồng Cũng 7 triệu 400 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhé 7 triệu 400 nghìn đồng này iPhone XS Max 256GB pin 84% Bộ nhớ siêu cao luôn Siêu khủng luôn anh em ạ Nhằm lưu có một thoải mái luôn 256GB 7 triệu 4 Đây Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS em nhé XS này là 256GB Đây mình đây mở, mở qua cái màn hình điện thoại Phát là nhận phê đi luôn XS 256GB Máy quốc tế full chức năng Đây mình sẽ quay chi tiết cho anh em này L là A luôn anh em nhé Máy Mỹ này L là A này 256 gb Ồ mình ở đâu ra con máy Mỹ này XS Pin 81% Vỏ đẹp keng luôn Zin full chức năng anh em nhé Pin 81 Ui dồi ôi Đẹp lên này Máy Mỹ Con này máy Mỹ XS nữa Ui dồi ôi. Đây nhìn cái đầu là anh em biết XS ha. Để luôn cho anh em với giá là 5 triệu 3 5 triệu 300 nghìn đồng Anh em đã có iPhone XS 256 gb máy quốc tế Mỹ LLA full chức năng pin 8x 5 triệu ba anh em nhé tiếp theo là mình lên nốt cho anh em con cuối cùng này một con iPhone XS Max màn lô Đấy, anh em ok chưa mình báo luôn cho anh em con này là màn lô zin full zin chức zin full chức năng nhưng mà là màn lô em nhé mỗi cái màn là không zin thôi con này là màn lô full chức năng này. máy mới là a L là pin 9 x để cho anh em giá là bốn triệu chín 4 triệu 900 nghìn đồng Anh em đã có iPhone XS Max 64GB Máy quốc tế full chức năng Full fake ID em nhé Cam trước cam sau ok Đấy, Full fake ID luôn Để cho anh em giá là 4 triệu 9 Mỗi màn lô thôi Cam X1, X2 Nét Đấy, Fake ID đầy đủ Ui, Chụp cam nét căng luôn 4 triệu 900 nghìn đồng cho tất cả mọi người nhé Ok Thì đấy Còn cái con 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 này này Là cái con uh, laptop ấy anh em nào mà quan tâm vào đấy thì tin nhắn tin cho mình mình sẽ gửi cấu hình chi tiết cho anh em nhé à, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình mai mình sẽ lên toàn kèo có cho anh em luôn đấy, mai mình sẽ lên nhiều kèo có cho anh em nhé à, thì tại vì thôi à, rồi à, mình không à, mai mình sẽ lên nhiều kèo có cho mình cố gắng lên nhiều kèo có cho mọi người hơn cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình chúc mọi người xem video của mình một buổi tối vui vẻ nhé hẹn mọi người về video ngày hôm sau xin chào và hẹn gặp lại chào mọi người nha Đấy, à, hôm nay em um, lên lại mấy mã này hôm nay là uh, như ngày 10 tháng 3 hội giữa uh, tổng vương thì em sẽ tưởng hàng bên em 6s 128g pin 92 hình thức là đẹp khen không vết xước con này mình để cho em với giá là 1 triệu 600 nghìn nhá 1 triệu 600 nghìn này 6s 128g hình thức đẹp khen à, con này tặng anh ốp với cả một cụ sạc ok anh em nhá đây tiếp theo là con 7 plus 7 plus 12 8 g vỏ phẩy benzin màn zin tặng em cường lực với ốp lưng con này thì có cả cường lực với à, cái này mấy cái này bẩn thôi em ạ à, cái này là siêu dán này à, mình chưa kệ hết à, kệ ra nhá có con này vỏ phẩy 128 g 7 plus 128 g pin 1 lít pin new luôn anh em ạ giá mình để cho anh em mày con này con này để cho anh em mà 2 triệu sáu trăm nghìn thôi 2 triệu 600 nghìn anh nào mua thì IB mình luôn nhá Không hết đấy Còn con này là Sony Xperia XZ2 Cô bác có hỏi thì Thì đúng lúc Được một lúc thì có bác lại hỏi Là còn không cháu Thì ừ, bác gọi Thì em Tại vì có một anh nữa à, Một chú nữa thì chú cũng hỏi con này Chú bảo là đợi một tí chú cọc luôn đây Xong rồi đến hôm sau không đi gì Thế là thành lỡ mất con này để nhà thì mình báo hết, mấy cái cách sau là có người cọc rồi. Thế để hành lỡ này đây. Đấy, là vẫn sale cho anh em 1 triệu ra 1 triệu cho anh em nhá. Đấy. Còn cái này là con 8G này, con 8G 64GB full chức năng. Hình thức là phẩy a phát đít. Phải phát đít rồi đấy. Phải phát đít rồi. đâu là ok hết anh em nha Main zin màn zin pin 1 lít pin new, pin new luôn. Con này full chức năng mà chỉ có giá là 2 triệu 2 triệu thôi anh em ạ 2 triệu anh em đã có 8 g 64 gb full chức năng rồi Hình thức thì phải nhẹ Đấy. Đấy Anh nào cần mua những mẫu điện thoại này Thì liên hệ với em Tất cả đều được tặng phụ kiện Mỗi con tặng một thứ À con Sony Xperia XZ2 này không được tặng gì nha Tại vì không có đồ anh em ạ Không có đồ gì để tặng anh em ạ Thế là chỉ có con 8G này được tặng ốp lưng với cả cái dây sạc này còn 7P thì được tặng ở ốp lưng này dây sạc này cường lực này Đấy, con con này được tặng ốp lưng nhá 6S được tặng ốp lưng nhé Cảm ơn em rất nhiều